Chạy đi đâu đấy? Anh Hùng núp à? Hôm trước nhà lên sóng rồi gì nữa? Xin chào tất cả khán giả của kênh Mỹ Thuật Việt. Hôm nay mình quay một đoạn nhật ký giới thiệu với tất cả anh em bạn bè đang theo dõi kênh Mỹ Thuật Việt. Thì bài Sơn Thủy đang sang ngày thứ ba rồi. Dự kiến bài này sẽ 4 ngày. Thì anh em này đi cũng được, thực ra như này mới được có 2/3 chặng đường, chưa được 2/3. Còn cái khu bên kia cũng rất là nhiều chi tiết. Sẽ lướt qua một vòng. Này, đi bên này chứ. Đây là bài của Khôi, đúng không nhỉ? Khải. À này Khải, anh cứ nhầm Khải với Khôi. Bài Khải chấm những chi tiết nhỏ rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái độ sáng hơi thiếu. Em lẩy sáng lên thêm một tí nữa. Kể cả những hòn đá này nó cũng đang mờ. Nên những cái tán cây này nó cứ đang đều sáng nhau, nảy lên một vài cái tán nó sáng mạnh lên nữa đi. Bài này tên là gì nhỉ? Em chưa nhớ. Thắng. Thác nước dưới đẹp hơn thác nước trên, nhưng mà thác nước dưới lại cuộn mạnh quá. Cái chỗ cái khu đấy thì nhìn có vẻ là sinh động ấy, nhưng mà anh cảm giác nó đang hơi thiếu đậm, mà phải cảm giác một đây là sự thật. Nó đang thiếu đậm. Đặc biệt là cái chỗ này với chỗ này cần đậm lên tí nữa, mà chỗ này đừng, em bị sai lầm là em xoáy xương lên cao quá. Xương nó chỉ dưới thấp thôi. Chỗ đấy là nó cũng là cái cảnh gần. Thì em không xoáy xương cái chỗ đấy thì chỗ này nó mới xa ra, chỗ này nó bật về trước. Thế nên em xoáy thì là hai chỗ đấy nó bị nhập nhèm vào nhau hết. Nhưng còn chính là cái chấm cây cũng là khéo đấy. Chấm rất khá. Đấy, chấm cái cây này vào đường này nhưng mà đang hơi thiếu tối. Chấm kiểu đấy đẹp đấy. Để nó thay đổi đi. Đấy, chấm kiểu đấy là giống như kiểu đồng quê đây. Ở bút đồng quê để trong nhà. Chấm cái này là cái cây này đáng điểm này là trên là dày đúng không? Dưới là thưa đấy. Dạ. Cây này trên là dày đúng không? Trên này à, đúng rồi, ý là các cái khối này bây giờ anh tạo ra những bên trên nó dày, bên dưới thưa ra. Vâng. Rồi cái cách chấm là rất là khá của Khôi. Thì nhấn sáng thêm đi nữa. Kiên thì em cái thác nước em hơi yếu. Còn chấm cây, chấm cỏ thì cũng đang được, nói chung là đang được. Thế còn cái thác nước này hơi yếu. Thì làm luôn cái thác nước bên dưới đi xem nào, cái thác thấp ấy là dễ làm hơn. Đây là anh Hùng ở Quảng Ninh. Bài cũng rất là khá. Sáng tối rất là rõ ràng. Nhưng mà cái chấm của anh thì anh lưu ý một tí. Chấm là hơi bết. Và hơi bết. Nếu còn ok là sáng tối là được. Chấm hơi bết thì anh chú ý chấm. Cái chấm mà nó anh cũng liên quan đến cái kỹ thuật lấy màu. Đâu? Và kỹ thuật lấy màu và cái anh chấm vào nó vừa phải thôi. Đừng ấn bút mạnh. Vâng. Đây là em Giang. Núi xa nhìn rất là ảo. Cái mây thì hơi cảm giác nó hơi đều thôi. Núi xa ảo. Giang này cũng là một trong những thợ săn đang hot nhất ở trong vùng Đắk Lắk. Đấy cái chỗ này làm đẹp này. Cái này mà lấy cái bút xong là gạt thêm một tí sáng hơn tí nữa là ngon. Tí sáng nữa. Sáng lấy cái bút 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 nhỏ nhỏ, bút kiểu cái bút chém cạnh đấy. Gạt nó mới mảnh.
trên dưới nữa là chỗ gì rất ảo sâu. Đây là Hồ Văn Vinh này, Hồ Văn Vinh đang xăm chỗ ở trong kia. Giá rất cũng khá. Bài này sáng thôi cũng khá nhưng mà chấm cây đang hơi dấu hiệu lát. Có này chấm cây thì bị nát là nhiều. Nói như thế để cho anh em phấn đấu thêm cái kỹ thuật chấm tối nay. Một là tập bài, hai là anh em quay mặt sau toan ra để chấm tập. Để khắc phục cái vấn đề chấm nát đi. Ai à, bác là không nhà có điều kiện màu đấy nhỉ. Đập đi làm lại hết. Đấy. Cái này là chưa nhìn này mới chất này. Hoàn thiện một bên xong bây giờ mới vẽ bên này. Đấy. Vẽ chỗ nào xong chỗ đấy luôn. Nhà chả có gì ngoài điều kiện màu nhiều. Đúng rồi, cứ phải như thế, tinh thần như thế này nó mới học được nhiều. Làm cũng được xóa đi. Cái chỗ này anh cho cái cạnh nó phun ra đây một tí để cho nó đỡ nhọn, hơi hình chóp nón. Nó hơi đầu lên nó đỡ tù đi, ăn nó đỡ nhọn đi, nó tù đi. Anh Sơn thì cũng giống như các anh bên kia là cũng chấm sáng tối thì được rồi, nhưng mà cái cách là đưa vào là nó hơi lát một tí nhưng cũng khá. Đấy, như khoảng này đặc biệt là em phải cần tối này, khoảng này chân phải tối này, chân tối. Đấy, nó cũng như cái cây tùng của anh, chỗ này nó đã bị thiếu tối. Đây là em John Nguyễn. John Nguyễn đến từ Thái Bình. Việt Kiều ấy. Tên Việt Kiều ấy chứ. Thì cũng chú ý nha, chấm là hơi bết đấy. Nói chung cái tình trạng là chung thôi, cả lớp đang dính nhiều người bị. Nhưng mà bác Sơn là bác đang còn là cô lập cái nhà đấy, không cho nó xuống rửa chân đâu đấy. Nhìn thì giống đá rồi, nhưng mà đá này hơi cao. Nhìn như kiểu cao, nhìn như kiểu kè. Vâng, cho nó đá thấp thấp xuống thì nó bẹt xuống. Không thì nó cao quá, nó không xuống rửa chân được. Đấy, hôm nay tôi sẽ vào để quay giới thiệu với anh em một tí. Khoảng xăm chỗ tí nhỉ. Thôi để quay nốt cái bạn này đã. Đây là bài vẽ hướng dẫn của mình. Cũng đang hoàn thiện trước từng phần một. Đợi cả lớp vẽ tới đâu thì lại hướng dẫn đến đó. Mẫu mới. Đây là của em Đông Sóc Sơn. Nhà điện thì đang tắt đi. Đây là bài của Diện. Nhìn hơi sáng quá nhỉ. Bài này rất khá. Hơi tối tối. Úp bóng. Có dễ chịu không? Cũng không đau à? Đây bạn này là vừa là thợ xăm ở Rong Gia Lai, vừa chuẩn bị thành họa sĩ rồi đấy. Nhưng mà xăm với họa sĩ thì nó cũng rất là gần nhau. Nhưng mà theo cái hình kia thì anh thấy nó không có màu nữa, chỉ có đen trắng thôi mà. Đúng không? Nó không có màu đâu. Chân dung là số đen trắng. Chân dung đen trắng vần dễ hơn nữa. À đúng rồi, đen trắng xem mà. Đang ghi nét à?
Thì ngày mai chắc là quay tiếp cái nhật ký, ngày mai hoàn thiện cái bài này thì chắc cái lúc này xong. Bây giờ đang dự kiến là mấy tiếng đây? 4 tiếng là xong luôn nhỉ? Ngày mai gần hoàn thiện tất cả quay. Đấy. Kênh YouTube là Lục Văn Trung. Lục Văn Trung rồi, nát nữa ra quay bài luôn. Anh em nào ở Gia Lai về, nói chung là vùng 4 tỉnh ở trên cao nguyên đúng không? Nhưng mà 4 tỉnh thì rộng phết đấy. Cái màu đen đen nó nem ra đến là mực đấy à? Có cả máu, có máu không đúng không? Thế này là cái kim là nó cứ xịt nó trổ vào phải không? Thế nó cứ thò ra thụt vào đúng không? À, xong là mỗi lần nó thò ra thế là mang theo mực. À. Nếu mà mình dí sâu là đau đấy đúng không? À, không, nếu bạn này có dí hẳn sâu đâu. Nhưng mà không, em không dí sát mà. Ra quay tiếp nốt bài này. Mai quay cái bước hoàn thiện. Thắm đâu rồi? Cả lớp có một cô nữ mà lại chạy đâu mất rồi. Chưa có quay nhật ký gì cả. Về bài nhé, bài đi, nốt gì đâu. Đuổi. Thác nước ở bên này nó hơi trắng đều quá mà nó không có cái miếng đậm nào. Nó chỉ có thêm màu trắng thôi, không có khối đậm. Ở dưới, cái ở trên còn đỡ, ở dưới trắng xóa quá. Đây mùa đây em Nam ở Khánh Hòa cũng là một thợ xăm mới vào nghề. Em xăm trực tiếp này bao nhiêu sản phẩm rồi, sản phẩm trên người ấy? Khoảng 20. 20 cái hình xăm lên người rồi. 20 người á. À, 20 người nhưng mà có thể một người xăm nhiều hình đúng không? Dạ, 2-3 hình gì đấy. Thế là cũng là có kinh nghiệm nhiều rồi. Đấy, khóa này đặc biệt hơn các khóa trước là có 3 thợ xăm này. Bên xăm thì người ta gọi là thợ xăm hay người ta gọi là cái gì? Hay gọi là họa sĩ xăm á? Hay là thế nào? Thợ xăm ấy thầy. Gọi là thợ gì? Dạ. À. Thế anh gọi là thợ chắc đúng rồi. Đây bạn này cũng là xăm, bạn bên đối diện này đang xăm ở trong kia. Đây là Trung ở Gia Lai. Đấy, bài vẽ đây. Đang bỏ cả bài đi xăm kiếm tiền đã. Bỏ cả bài học để đi kiếm tiền. Nhớ là trích 20% nhá. Cái nào anh? Cái nước đấy bây giờ anh cho nguyên trắng thôi nhưng mà anh vuốt thế nào mà để lại cái đậm nhá. Nó từng khối một, từng tia nước số một đấy. Và phải để lại cái một chút cái lèn nó ban đầu. Thế bây giờ ở nhà em cũng có tiệm xăm à? Dạ em làm tại nhà. À không phải thuê, tôi không phải thuê đúng không? Dạ không. Ờ, phải thuê được rồi. Thế như Trung này cũng không phải thuê nhỉ? Dạ, cũng như vậy. Hả? Dạ. Nhà Trung này có phải thuê không? Em nghe nói Trung cũng là tại nhà. Tại nhà luôn nhỉ? Ờ. Quan trọng là cái này biết đến thì người ta tìm đến thôi. Thế Thuận con định học xăm nó không đây? Thôi. Học thêm một lớp xăm nữa vào Trung có đào tạo cho.
về là cứ vật vợ ra xăm trước. Đây là của em Thuận ở Quảng Bình, sinh năm 90. Khóa này là rất lười uống nước nha, nhưng mà chịu khó đi ngủ trưa, ngủ sớm, uống nước chè thì không chịu uống. À đây à. Rồi hôm nay quay cái bài này thì giữa cái bài này chưa xong, thì chắc là ngày mai tầm chiều chiều mai bài này xong thì quay một đoạn nữa để giới thiệu các cái bài hoàn thiện để cho tất cả bạn bè anh em đang theo dõi kênh để biết được cái quá trình học của khóa 11, mà cụ thể là bài Sơn Thủy. Xin chào tạm biệt tất cả anh em, mình xin kết thúc cái video hôm nay ở đây, hẹn gặp lại video ngày mai.